Xin chào các bạn, mình là ông già U70 ham vui. Sáng hôm nay chúc sức khỏe các bạn vui vẻ hạnh phúc. Hôm nay thì tôi mạo muội xin được phép là nấu cái món bò kho, nấu bò kho cho gia đình dùng theo phương pháp của tôi, không theo bài vở sách vở đâu hết. Nè các bạn, đầu tiên thì tôi sẽ chuẩn bị một số các nguyên liệu như sau: bò lát nha các bạn, bò lát chay, gia vị nấu bò kho chay, nấm đùi gà, củ sắn, hành maro, rễ ngò, sả, cà rốt, củ cải trắng, hành tây và đây trái thơm, nửa miếng thơm. Đây là tất cả những cái nguyên liệu mà nấu cái món bò kho. Bây giờ mời các bạn theo dõi quá trình thực hiện của tôi như thế nào nhé. Đầu tiên thì bò lát chay đó các bạn ngâm cho 1 tiếng đồng hồ cho nó mềm, luộc rửa vắt thật là khô rồi các bạn để đó. Gia vị thì các bạn làm sẵn một cái tô về nha các bạn. Gia vị để ướp đó, rồi sau đó là các bạn cho cái miếng bò kho này vào lát bò này vào để các bạn ướp. Đây, ướp ha. Đây các bạn ướp đều nó lên. Này thì gia vị nó gồm là nước tương nè, rồi bột bò kho chay nè, rồi bột nêm nè, nêm chay nè, rồi đường. Đấy, vậy các bạn trộn đều lên cho nó thấm đều cho các bạn. Đây, thấm đều ở đây. Đây, thấm đều ha. Đây các bạn. Đó. Các bạn để đây cho nó thấm trong khoảng 10-15 phút gì đó. Càng lâu thì nó càng thấm vô trong cái miếng bò này nó là rất là ngon nha các bạn. Rồi, các bạn cứ để đó. Nguyên liệu là các bạn chuẩn bị sẵn, bây giờ các bạn gọt rửa sạch sẽ nha các bạn. Rồi, đây, dụ như là cà rốt thì các bạn gọt rửa sạch sẽ. Củ cải trắng ha. Tây, các bạn gọt rõ cái lớp bên ngoài ra ha. Hành tây, hành tây, đây là củ sắn nha các bạn gọt rõ bỏ đi. Các bạn cũng rửa sạch sẽ nha. Rồi,
nấm đùi gà các bạn rửa sạch sẽ và ngâm nước muối nha, rửa sạch sẽ rồi ngâm nước muối. Đây. Hành ba rô rồi cũng rửa sạch sẽ, ngò rễ ngò xả các bạn cũng rửa sạch sẽ xong rồi bằng đập đập dập nó ra nha các bạn. Các bạn rửa sạch sẽ xong thì các bạn sẽ là vào giai đoạn là sơ chế ha. Củi sắn thì các bạn cắt khúc ra, đây củi sắn cắt khúc ra ha, khúc ra đây củi sắn. Đây các bạn cũng sắc ra hơn nữa. Củ cải trắng. Các bạn dùng cái nồi cho vào đây một khoảng 1.5 lít nước, tùy gia đình các bạn dùng nhiều ít ha, rồi để cho nước sôi tí. Nước nó sôi các bạn củ sắn ha, củ sắn nãy các bạn cắt khúc các bạn bỏ vào, rồi củ sắn rồi thơm nha các bạn, thơm cũng bạc hoàng cho vào, rồi tới củ cải trắng. Rễ ngò nha các bạn, rễ ngò các bạn cũng cho vào luôn. Các bạn để cho nước nó sôi, để cho nó sôi ha. Tôi lửa nhỏ các bạn để lửa nhỏ trong khoảng 2-30 phút gì đó cho nó ra tất cả những cái chất trong rau củ các bạn, để lửa nhỏ nha. Trong khi đợi cái nồi nước dùng thì các bạn có thể tranh thủ là xào nấm đùi gà. Cho dầu và hành aro vào trong cái chảo để cho nó thơm nha các bạn.
nấm người gà. Nấm người gà thì các bạn cứ cho nó vào để làm chín chín nha các bạn. Bạn sau khi nấu nước dùng thì các bạn sẽ nấu bò kho đợi cho cái nồi nó nóng nóng lên nha các bạn. Các bạn cho một tí dầu ăn vào. Nóng lên các bạn cho hành baro vào cho nó thơm. Rồi. Đấy. Củ hành tây các bạn. Các bạn cho bò hồi nãy các bạn ướp đó, cho nó vào luôn.
Rồi các bạn cho cái nước dùng hồi nãy các bạn nấu rồi. Các bạn cứ để đi cho nó sôi nha các bạn. Rồi, các bạn cứ để cho nó sôi. Đây các bạn, đây là nồi bò kho chay nha các bạn. Rồi các bạn, vậy là hoàn thành món bò kho chay. Đây, dĩa bò kho chay. Cái này các bạn ăn kèm với lại rau nè, quế nè, ngò gai nè, ăn với bánh mì. Đây. Rồi vậy là đã hoàn thành bò kho chay buổi sáng này. Mời các bạn cùng dùng. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức món bò kho chay sáng nay ăn với bánh mì nha. Rồi đây bánh mì, bánh rau vô cho thơm thơm. Rồi bánh thơm. Ok. Cho một miếng tiêu. Sản phẩm hôm nay ra sao? Ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.